khách sạn và khu nghỉ dưỡng thiên nhiên của tỷ phú Singapore Greg Lumpen và tập đoàn khách sạn Regal của gia đình tỷ phú Lô ở Hồng Kông đang thực hiện những bước đầu tiên tham gia siêu thị sau khi mua tài sản ảo trong các nền tảng trò chơi blockchain, Decentraland và Sandbox. Millennium Hotels and Resorts là một thương hiệu khách sạn thuộc Quick City Developments. Hôm thứ Tư cho rằng họ sẽ ra mắt một khách sạn ở Decentraland, một thế giới ảo nơi người chơi có thể xây dựng, mua và bán tài sản trong trò chơi khi họ tương tác với những người khác. Khách sạn ảo sẽ mở cửa đón người chơi vào đầu tháng 5. Du khách có thể tương tác với hình đại diện hướng dẫn. Họ đi qua tòa nhà và sẽ có cơ hội giành được những điều bất ngờ của khách sạn trong thế giới thực. Trong khi đó, Regal Hotel Group do Lo Yok Sui thuộc gia đình tỷ phú Hồng Kông làm chủ tịch cho biết hôm thứ Hai rằng họ đang phát triển một đô thị xanh trong Sandbox, nền tảng Metaverse thuộc sở hữu của gã khổng lồ trò chơi blockchain Aminoca Brands có trụ sở tại Hồng Kông.